Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay ở nhà mình cũng có cái nải chuối chín đó các bạn. Dập trời nóng nực nè các bạn ha. Và cái ở nhà vợ mình sẽ làm cái món kem chuối cho cả nhà cùng ăn ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn nha. Đây là các bạn, nguyên liệu gồm có cái nải chuối ha. Nè, nải chuối chín quá tài nè các bạn ha. Chuối chín về làm mới kem chuối mới ngon nha các bạn nha. Cái này nước cốt dừa nè. Này nước cốt dừa ha. Đậu phộng. Này bột gì em? Bột năng. Bột năng nè, với đường, với sữa. Rồi bắt đầu vợ mình. Đây là sữa đặc. Rồi, sữa đặc. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ làm nước cốt trước nha các bạn nha. Bây giờ trước tiên mình sẽ làm nước cốt trước ha các bạn ha. Nước cốt cần biết xong để mình nấu cho nó sôi lên rồi đó. Rồi xong rồi mình ép chuối là xong là mình chế nước cốt vô liền rồi các bạn. Nên công đoạn mình phải làm trước ha. Giờ bắt đầu mình sẽ lột chuối ra mình ép ha các bạn ha. Giờ mình sẽ lột trước hết đi, lột trước hết một lượt rồi xong rồi mình ép một lượt cho nó dễ các bạn ha. Các bạn, bây giờ mình bắt đầu mình sẽ ép chuối ra nha các bạn nha. Ép chuối xong mình chế nước cốt lên ha. Giờ tiếp theo là mình sẽ đập cái đậu phộng các bạn cho nó hơi nhuyễn nhuyễn ra, nó không rắc lên cái bề mặt đó các bạn ha.
hơi dập dập là được rồi. Rồi bây giờ nước cốt đồ mình đã chuẩn bị xong hết các bạn ha. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ chế nước cốt vô trong cái chuối mình ép hết các bạn ha. Ép xong cái mình rắc đậu phộng lên các bạn. Hồi làm cũng thiệt là lâu rồi các bạn à, bây giờ là cũng gần xong rồi các bạn ha. Còn có hai trái nữa là xong, hai miếng nữa là xong các bạn ha. Tới mùa nóng thì mình ăn mấy cái món kem chuối, kem này kem nọ rồi rất là ngon các bạn ha. À, gần xong rồi đó. Xong rồi cái giờ cái mình để tủ lạnh em ha. À, xong rồi cái mình để tủ lạnh các bạn ha. Để tủ lạnh cái chợ đặt là xong mình ăn ha các bạn ha. Thấy không? Nè. Cá đóng luôn các bạn ha. Rồi còn một miếng nữa là mình sẽ xong nha các bạn. Thì cái mình để cái trong tủ lạnh cho đặt á. Đặt cái hồi có gì khi nào nó đặt rồi cái mình lấy ra mình ăn thử, mình nói cho các bạn xem thử nó như thế nào nha các bạn nha. Xong hả? Đâu rồi, cầm đưa lên cho các bạn xem thử coi em. Đẹp chưa? Trời được rồi, nó về được rồi. Ở giữa là chuối ha. Nè, nước cốt nè, với đậu phộng. Tại vì giờ nó chưa đặt á, rồi mình cầm nó hơi chèm nhẹp vậy nè các bạn. Vậy chứ mà hồi đặt là nhìn nó ngon lắm nha các bạn nha. Rồi các bạn đợi xíu nha. Rồi đây nè các bạn. Nè thấy không? Đó. Mình để một đêm á các bạn. Tủ kem giờ đã đông rồi. Nè kem chuối đông rồi các bạn ha. Nè, quá trời luôn nè các bạn. Đó, chúng ta thấy cái thích ghê không? Trời đang nóng rồi nè các bạn. Đang đi về cái bắt đầu cái mình ăn một cây kem chuối rất là ngon nha các bạn nha. Nè. Đã ghê không? Rồi để bây giờ mình ăn thử mình nói cho các bạn xem nó như thế nào nha các bạn nha. Rồi đây nè các bạn. Mình để một đêm rồi đó các bạn. Nè, mình lột ra sẵn nè. Nè, chuối đặt cái đặt đi không. Giờ bây giờ mình ăn thử xem như thế nào nha các bạn nha. Nè, coi không.
đây. Sao? Ngon. Chào các bạn. Thấy cái lớp chuối bên trong không? Cái này mình đem ra cái nó hơi mềm mà nè các bạn. Nước cốt dừa rồi nè các bạn. Nè có đậu phộng rồi ha. Hấp dẫn ha. Nó ngọt ngọt của chuối nha các bạn nha. Với nước cốt dừa đó, đậu phộng nó béo béo, rất là ngon nha các bạn. Mới đi về toàn mồ hôi đổ rồi. Ăn cái thịt chuối vô rất là ngon nha các bạn. Nhưng mà hôm qua mình làm cả đống luôn các bạn. Hôm qua làm nguyên nãy đó cũng được khoảng mười mấy cây về các bạn. Mình làm á, mình ép chuối nhiều nhiều nè, nó sẽ ngon hơn ha, nó ngọt. Còn á, nếu mà mình làm mà nó mà bột vô nhiều quá thì nó ăn nó cảm giác nó hơi ngán ngán các bạn. Bột, tại vì bột nhiều quá đi ăn nó khô khô không có ngon đâu. Trời nóng này mình làm cây em chuối rất là ngon nha các bạn. Ngọt ghê. Nước cốt dừa với bột nó khuấy lại á, nó rất là béo. Nó nhờ béo là nhờ nước cốt dừa. Nó có đậu phộng rồi nè, mình ăn á lên nó cũng không có ngán nè. Ăn nó vừa mùi, nó béo. Mấy này ngoài ở ngoài đường các bạn, người ta mấy chỗ bán kem á, kem chuối là người ta bán rất là nhiều nha các bạn. Ngoài bất chấp bán cây này tầm khoảng 5-7 ngàn gì. Kem chuối của mình nó chả mà quá. Thường thường người ta làm có cái que á, người ta ghim vô, người ta cầm. Nhưng mà nhà mình giờ không có cái que, làm bịch không vậy nè. Còn các bạn ơi, bữa nào bạn nào mình cũng mua chuối về ha, mình cũng ép mình làm thử ha các bạn ha. Chuối mùa này á nóng ăn nó rất là ngon nha các bạn. Bữa nào mình cũng mua gì mình làm thử ăn thử ha các bạn ha. Thôi mình chào các bạn nha.